Hướng dẫn trẻ mầm non kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn là hoạt động nằm trong kế hoạch tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở giáo dục của quận Đống Đa, Hà Nội. Hoạt động này sẽ giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của giáo viên, phụ huynh trong công tác phòng cháy chữa cháy. Nhìn thấy lửa đúng không? Nhìn thấy gì nữa? Tại buổi tập huấn, toàn bộ cán bộ công nhân viên chức của trường mầm non Ngã Tư Sở đã được các cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hướng dẫn cách thoát hiểm khi xảy ra cháy tại trường và kỹ năng sử dụng bình cứu hỏa chữa cháy khi xảy ra hỏa hoạn. Các học sinh trong trường được các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy hướng dẫn những kỹ năng cơ bản để thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn. Các lớp tại trường cũng xây dựng các góc phòng cháy chữa cháy nằm trong nội dung giáo dục kỹ năng sống. Ngoài ra, các giáo viên cũng có các bài giảng để các trẻ nắm được các kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy. Cùng với đó là các buổi thực hành thực tế trong trường với sự tham gia của 100% nhân viên, giáo viên và học sinh về thoát nạn, thoát hiểm trong trường khi xảy ra cháy.